mất hoài mày, mà hỏi tao tao hỏi ai, tao không điên như nó là thôi á. Bực mình chứ bộ, súng ống thì nhỏ. Đừng làm em thèm. Thèm kệ mày chứ. Em mới cập nhật lại Android luôn mày. Nâng cấp Android lên chứ sao nó kỳ quá. Mà cứ mời đã dân, mời đã dân. Bình thường chữ lộn sao mời đã dân. Chả hiểu. Không phải mạng yếu mà em, anh mời đã dân, mời đã dân nè. Đâu mấy đồng chí nào bên Mỹ không? Nội kia cáo buộc Mỹ cướp đất kìa. Hình như mới cập nhật lên cái camera nhìn nó sắc hơn lắm em. Nhìn nó bớt ảo rồi. Xưa nó ảo quá. Giờ camera nó sắc hơn nữa. Rồi có đồng chí nào bên Mỹ không? Dùng iPhone hay Samsung, điện thoại nào cũng có hết. Hai cái đùi tiền không. Thấy chân thẳng à? Rồi anh sang Tây đâu rồi, Mỹ cướp đất kìa. Mấy cú này em cú không nổi lên đây. Anh Mập nó đưa cái lịch sử đâu mà 200-300 năm về trước. Không biết luôn. iPhone mà dùng Android hả mày? Thì mày mày suy nghĩ trước khi mày nói đi. Mỹ có cướp đất hả? Cướp quá trời luôn anh. Đang chờ mấy bạn bên Mỹ vô phản đam. Này là một đam của bạn ở Việt Nam. Đến lúc xem được thì hết pin. Việt Nam Cộng Hòa sắp chiếm Cali rồi. Sơn Tây nói cuối không em, không hiểu. Không thấy ba sọc nói gì. Sơn Tây luật sư đâu? Sơn Tây luật sư biện hộ cho ông nội Mỹ đâu rồi? Mời em đi hu hu. Mày nôn em mời mày làm gì? Biết mày thằng nào đâu mà mời. Đảng mê gái chào đảng ghim. Chào đảng mê gái. Đam Việt Mỹ bán đất cho Trung Quốc đi. Để mà hỏi Việt Kiều đam chứ chuyện của Mỹ ai biết đâu, đam trời làm ăn với Mỹ thôi chứ ở Mỹ ngày nào đâu mà bây giờ hỏi vậy sao biết đó. Ai ở Mỹ thì đam Mỹ bán đất cho Trung Quốc đi với Mỹ cướp đất, hai vấn đề lẻ lẻ đi mấy bạn. À, Việt Nam anh ơi, đam ba sọc, đam ba sọc thì phải comment chứng tỏ nội công của mình ở mức nào đi mới cho lên nha. Em chịu khó comment gây ấn tượng đi. Bây giờ anh đang chờ mấy bạn ở nước ngoài, mời lại đi nói thêm để khỏi nói miên man. Ông mời mày lại mà anh rớt mạng cái tao đi ngủ luôn á, tao mệt lắm rồi đó. Nghe ông Duy ơi, Nghe rồi. cái hồi nãy mà có cái anh Nam Dương á, anh vô anh nói là Việt Nam cũng đã từng mở mang bờ cõi. Giờ tôi nói cái này để cho anh hiểu nè, cái tôi đưa ra không phải là để tôi nói là Việt Nam không có mở mang bờ cõi, anh hiểu không? Cái việc tôi Đấy, đưa anh ra hiểu. là để đáp lại cái những cái luận điểm mà người ta đã từng nói là Mỹ không bao giờ chiếm đất của ai nha. Cái tôi đưa ra là để chứng minh là Mỹ có chiếm đất của người ta, chứ tôi không có chối là Việt Nam không có mở mang bờ cõi. Anh đừng có nói là Việt Nam đã từng mở mang bờ cõi xuống Việt Nam, tôi đâu có chối đâu mà anh cãi chuyện đó làm gì. Tôi đang nói rằng Mỹ nó đã chiếm đất của người ta rồi, anh hiểu chưa?
nói sâu thẳng vô cái đó luôn. Còn nói với ông Jason là vì sao mà người ta mọi người đều công kích ổng, bởi vì ổng nói ổng bảo thủ, ổng nói không có đúng như vô vấn đề về kinh tế, ổng nói cũng không đúng. Ổng mà ổng cứ nhắm ổng cái kiểu là bài Trung, trong khi á thằng Trung Quốc nó làm gì ổng đồng ý nè, đồng ý là nói là thằng Trung Quốc đã từng gây thù chuốc oán ở Việt Nam. Thằng Mỹ có không? Thằng Mỹ có giết người không? Thằng Mỹ có giết người dân Việt Nam, giết đồng bào ta không? Thằng Mỹ cũng có, không có chối được. Thằng Mỹ có giết giết đồng bào ta, thằng Trung Quốc cũng có giết đồng bào ta, nhưng mà thằng Trung Quốc có từng giúp Việt Nam không? Giúp Việt Nam cho kháng kháng chiến không? Có. Thằng Mỹ giết nhiều Đúng. hơn, cái Đúng. chiến Và dịch của Mỹ bây giết nhiều giờ hơn. và như bây giờ nếu mà tình hình như vậy, mà nếu mà làm ăn kinh tế là kinh tế thị trường mở thì tất cả các nước đều như nhau, thằng nào có khả năng làm kinh tế thì thằng đó nhảy vô nó làm. Tại sao phải bài thằng Trung Quốc? Nếu có chăng là mình phải cẩn thận với thằng Trung Quốc thôi, chứ tại sao phải bài nó? Ổng cứ đem cái luận điểm ra là bán đất cho thằng Trung Quốc. Vậy thằng Mỹ có bán đất cho thằng Trung Quốc không? Có luôn. Thằng Úc có bán đất cho thằng Trung Quốc không? Có luôn. Bây giờ Việt ổng cứ Nam đem cái bán luận mà điểm đó ra để bán. nó hoài Việt Nam không có bán hả? đất này. Việt Việt Nam Nam cho mình đâu thuê có đất bán, Việt thì Nam mình cho thuê đất không có bán, mà cũng chưa cho thuê nữa. Nó đã nhảy vô, ổng đã nhảy vô ổng nói rồi. Mà trong khi á nè, ổng còn nói là hả, biểu tình ôn hòa nè. Ổng rất có nhiều cái rất là xuyên tạc luôn. Biểu tình ôn hòa, trong khi ngày 8 là bên quốc hội người ta đã nói là ông là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói là dừng cái tạm thời dừng cái này để qua kỳ họp quốc hội sau sẽ quyết định tiếp. Thì ngày 10 ổng là đi biểu tình để mà chống 995, chống cái gì? Người ta đã dừng rồi chống cái gì? Tôi nói là để cho các anh các chị ở đây ngồi tự ngẫm lại coi cái điều mà người ta nói có đúng hay không, chứ không phải là lên đây để sân si gì cái chuyện đó. Mình nói là mình phải có dẫn chứng minh họa rõ ràng. Bây giờ tôi có dẫn chứng, các anh muốn phản biện các anh làm cho đúng không? Còn tôi nói nè, con Hùng Phạm nè, Hùng Lân nè, rồi cả luôn anh Chi Sinh nè, mấy con chốt đó chết hết rồi. Chốt mà chết hết thì xe với ngựa phải xuất hơi, xe ngựa thượng con tượng là phải xuất hơi. Còn con Hậu á, núp lâu thì tôi cũng moi ra thôi à, không có núp được đâu. Trong nó tự nói tự xuống luôn trời, hết hồn. Tự nói tự xuống luôn, không kịp phản ứng. Rồi ai lên đam không? Đam ngắn gọn vậy vui bạn, mình thích đam yếu sinh lý vậy đó. Bây giờ đất nước hòa bình trở lại, yên bình trở lại, mình chơi là cái trò yếu sinh lý đi. Người Trung Quốc gom 246 lô đất ven biển. Nó gom, mình nó gom là gom kiểu nào, đúng không? 26 lô đất ven biển thì nó qua nó mua, nó nhờ người Việt Nam đứng tên, đúng không? Ẵng mẹ gì mệt quá. Đó, bạn đọc được, ta đọc được, ta đâu có mù chữ đâu. Hiểu không? Mỹ gì mà chậm chạp thế. Mỹ chậm chạp thế. Nói chung thằng nào kêu dân Việt Nam đi biểu tình thì thằng đó phản quốc. Nay có qua bên Đô Thành Sài Gòn bị nó lóc luôn. Sao vậy? Nói chung mấy thằng mà nó ham nói nhiều, đọc báo ít hơn ba đó, thì mẹ có quan với linh cũ cũ không bực ghê. Ai lên đam đam lẹ lẹ đồng chí ơi, anh nghĩ sao về phản biện của dưa leo? Tao không thèm coi á, lấy gì đâu nghĩ, tao đâu thèm coi đâu, biết gì đâu phản biện mày. Giờ có chơi nữa không? Chơi nữa thì mình chơi, không chơi nữa thì mình nghỉ nè. Mấy bạn lâu lắc quá à. Ghét nhất mấy rùa. Em bị mất số điện thoại, cho em cho nhân viên cho anh số điện thoại lại giùm. Ủa cái vụ gì anh? Em chưa hiểu lắm. Chơi đi anh ơi, có ma rồi chơi mày. Bây giờ Trung nó phản biện vậy rồi thì giờ Việt Kiều vô phản biện lại nó. Rồi chào anh Lan Phạn. Rồi anh Lan Phạn lên nè.
Trời đất mạng nữa. Hello gì?